Vừa qua, 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã đồng loạt tổ chức khai mạc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đảng viên năm 2023. Đợt kiểm tra năm nay có 1.507 đảng viên thuộc đảng bộ các xã thị trấn tại 14 điểm trên địa bàn toàn huyện. Kiểm tra tập trung một số nội dung như chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, nghị quyết số 02 của huyện ủy Cờ Đỏ về đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, nghị quyết số 05 của huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay, nghị quyết số 07 của huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện.